Xin kính chào các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, màn hát múa Vinh Quang Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh do các thầy cô giáo biểu diễn đã mở đầu cho đêm văn nghệ chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 5 năm thực hiện chương trình tôn vinh thầy giỏi, trò giỏi của trường trung học cơ sở chất lượng cao. Kính thưa thầy Hoàng Tiến Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở dục Đào tạo Sơn La. Kính thưa toàn thể quý vị, hòa chung với khí thế hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, với một không gian tràn ngập niềm hân hoan của đêm tôn vinh thầy giỏi, trò giỏi, trước sự chứng kiến, ghi nhận, động viên, cổ vũ và quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, tập thể, các đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè của các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân các dân tộc Mai Sơn. Chắc rằng lúc này, thầy và trò trường trung học cơ sở chất lượng cao vô cùng vinh dự và khó có thể diễn tả hết niềm phấn khởi trước sự hiện diện của quý vị đại biểu, đại diện ban giám hiệu, tập thể sư phạm và hơn 400 em học sinh toàn trường. Tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, những người thầy và toàn thể khán giả lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin trân trọng khai mạc đêm văn nghệ chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 5 năm tổ chức chương trình và tôn vinh thầy giỏi, trò giỏi năm học 2014-2015. Đêm của hoa đăng, đêm của tiếng cười. Thắp lên em, năm ngọn nến hồng tươi và thắp sáng cả bầu trời mơ ước. Cha mẹ cho hình hài, thầy cô trao kiến thức, các em tự tin vững bước tới tương lai. Bao thế hệ quây quần, tay đan chặt trong tay, cùng hát vang bài ca mừng sinh nhật. Niềm hạnh phúc trào dâng trong khóe mắt. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Truyền thống mừng sinh nhật chương trình tôn vinh thầy giỏi trò giỏi trường trung học cơ sở chất lượng cao tròn 5 tuổi. Chúng ta tin tưởng rằng ngọn lửa truyền thống ấy sẽ được thắp sáng mãi trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của trường trung học cơ sở chất lượng cao Mai Sơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Hoàng Tiến Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La lên phát biểu chỉ đạo, động viên thầy và trò nhà trường. Trân trọng kính mời thầy. Và toàn thể các cháu học sinh yêu mến. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi những ngày tháng năm lịch sử, tôi rất vui được đến dự đêm văn nghệ chào kỷ niệm 25 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 5 năm trường trung học cơ sở chất lượng cao tổ chức chương trình tôn vinh thầy giỏi trò giỏi. Và nhân dịp về chia vui với thầy trò của trường trung học cơ sở chất lượng cao, thì tôi xin có một lẵng hoa tươi thắm xin được gửi tới các thầy giáo cô giáo và các em. Ca khúc Lời ca sân Bác do cô giáo An Bình và Túc Phục Họa biểu diễn.
Đạt giải khuyến khích môn lịch sử. Chúc mừng em Dương Trung Đức lớp 9A4 đạt giải khuyến khích môn lịch sử. Chúc mừng em Nguyễn Thùy Dương học sinh lớp 9A4 đạt giải khuyến khích môn lịch sử. Chúc mừng em Dương Anh Tú học sinh lớp 9A3 đạt giải khuyến khích môn lịch sử. Và ban tổ chức trân trọng kính mời ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mai Sơn và ông Vũ Hữu Hưởng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hát Lót lên trao phần thưởng cho các em. Và chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những học sinh đang đứng trên bục vinh quang tối hôm nay.